Hôm nay vốn mình đang có đó là người cũ, mình sẽ vào đây chơi nô cũ nha em ơi. Con game CF68 7.9 club từ Queen Y Queen này rất nhiều em quan tâm, thì hôm nay mình chơi thôi. Và mục tiêu mình là ăn non non vừa phải thôi. Ôi rồi ngon rồi. Thế là ăn được tầm 30 này, đánh nhỏ lại đi. Vì nó mới nổ xong, nó nổ tiếp là khó khó lắm anh em ạ. Thật sự ấy, nó mới nổ xong anh em phải quay ít nhất là 10 ván bình thường thôi, bởi vì nó nổ tiếp là khó lắm. Đó, 3 ván đấy này, 4 ván này, 5 này. Ô, nó nổ lần nữa ta. 6 này, 7 này, 8 này, cộng 4 lần này anh em ơi. 9 này, bởi vì 4 lần lúc này 47 là cũng tầm là nổ rồi đấy. 10, 11 này. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi. Lúc này giờ mình cứ quay như vậy mình vẫn thua mà. Anh công nhận đó với mình không? Cho nên quan trọng cứ bình tĩnh đã. Đây này, bây giờ mới quay to này. Ôi giời, nó vẫn không nổ. Thế chịu rồi. Ôi giời. Nhưng mà đỡ hơn lúc nãy giờ mình cứ quay to đúng không? Mình cứ quay to lúc nãy giờ mình biết đâu mình thua luôn rồi, nên chứ không phải là còn thắng mấy mê thế này đâu, thắng một mê thế này đâu. Ôi trời ơi, bây giờ bắt đầu thấy thua lại này. Ôi rồi, chưa chưa chưa, vừa thua lại cái nó lên lại luôn. Thì cũng được, cứ bình tĩnh lên thôi anh em ạ, hoặc là xuống thôi. Đây này, bốn cụ này, mình đánh quay nhỏ lại nha. Một ván này, hai ván này, cứ bình tĩnh thôi anh em ạ, không vội đâu. Ba ván này, ôi dồi ôi. Bốn ván này, ôi giời. Năm này, cứ bình tĩnh thôi anh em ạ. Game này ấy, anh em hiểu rằng là nếu quay liên tục một số cố định ấy, thường thường anh em sẽ thua thôi nha. Không có chuyện thắng của nó đâu anh em ạ. Cho nên là chơi gì với bình tĩnh, ai 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 cũng muốn thắng nó mà anh em ơi. Nhưng mà để thắng nó có phải dễ đâu, nếu mà dễ thì người nào cũng chơi mà làm giàu anh em ơi, không có đâu nha. Đừng bao giờ nghĩ là nó dễ ăn nó cả. Mình dễ ăn thì thằng nào nó đánh mà làm giàu đấy anh em. Vãi lìn kìa, nó thua mấy lần liên tục luôn kìa. Lúc này do nó cứ lần nổ lần không nổ ấy, thành ra mình đen như vậy đấy anh em. Thằng nó thua một chuỗi luôn đi, chứ nó lần thắng lần thua như này là tí nào mình quay to cái là nó nổ đéo đâu. Game nó như vậy đấy anh em ạ. Thằng nó đéo nổ luôn đi, chứ nó có nổ nổ nhỏ nhỏ nhỏ, thành ra tí là muốn quay to cái nổ nó nổ đéo đâu. Nó nếu nổ thì nó thì nổ nhỏ thôi. Ôi ván này thua là chơi poker ván. Chơi poker ván này cho đỡ xui đi anh em. Bởi một con game này xui là dễ xui tiếp lắm. Ri đã á thì bố mày chịu rồi. Bịp thế. Ri mà ra á thì bịp quá đấy. Chín ra ca nữa. Thần bịp anh em ơi. Game này là game thật bịp rồi. Chơi toàn thua như thế này thì thần bịp thật rồi. Chơi phải cho thắng mới chứ. Đây rồi, 10 cũ rồi anh em ạ. Mình ăn được tầm 5 cũ là ngon nhờ. Ôi rồi thua lại thôi, tốt nhất đừng có chơi nữa. Thua lại là cứ ra chơi game khác xíu đi. Đừng cố, nói chung là anh em đừng có bao giờ là đánh theo kiểu này. Anh em cứ quay chơi một con game cố định mãi mãi. Bởi chơi kiểu đó là dễ bị soi. Mà khi đã bị soi thì không còn cơ hội gì thắng nó đâu. Hãy nhớ điều đó cho mình, hãy nhớ cái quy tắc này luôn luôn lưu ý cho mình. Đánh bất kỳ con game thì anh em luôn như vậy cho mình. Đừng có bao giờ cố định đánh bại một con game gì đó cả. Cho dù thắng hay thua gì cũng nên ra đánh game khác xíu đi. Để xem rằng nó có soi không thì mình không biết được. Rồi soi làm sao anh em biết được. Biết được cái đó là ngon rồi, chỉ đoán thôi. Lần nó soi hay không anh em chỉ đoán được thôi, chứ làm sao biết được kết quả nó soi hay không được, đúng không? Em chỉ đoán mò được là lỡ may ván này nó có soi không, soi thì em nên như thế nào. Chứ thật sự mà nói anh em không thể đoán được lần nào nó soi đâu.
Mà thế đéo ở trước được. 9 ra 9 thì dễ soi rồi. Đèn quá. Quá đèn luôn anh em. 9 ra 9 thì bố mạnh chịu. 5 ra 4. Đèn quá anh em. 6 ra 6. Khó thế, 9 ra 9 nữa. Sáu ra hai khó nhỉ, người cũ mà nó còn cho còn nữa từng này nữa anh em thì bãi lộn thật đấy. Game này cũng thật, nó khó ăn thế. Khó quá anh em ạ. Năm trăm đấy rồi. Sáu ra hai chịu rồi. Thôi lúc nãy giờ thua 10 cũ rồi, bây giờ bơm vào 10 cũ là gỡ thôi. Khúc này bỏ qua anh em, mình phải tầm 10 phút đến 2 phút nữa mình mới dám vào chơi lại đấy nha. Ok anh em, mình đã trở lại đây nha. Chơi quay hũ mà thành ra là thua quá rồi anh em. Thua quá nhiều rồi, 10 cũ rồi. Thì bây giờ trước khi mình nghĩ đến thắng như nào thì mình không biết nha. Nhưng mà trước khi nghĩ đến thắng ấy, mình phải gỡ lại cái số vốn lúc nãy giờ mình thua đã. Sau đó mình nghĩ thắng gì tính sau nha anh em. Chứ anh em chưa gỡ lại cái vốn ấy mà anh nghĩ là nghĩ đến thắng rồi, điều đó không nên đâu anh em ơi. Thật sự không nên. Ôi thắng năm cũ là nghĩ này. Mà thắng là cái không. Đéo biết được. Thật sự đéo biết được anh em ạ. À đéo đánh chuồn, nó lại về chuồn kìa. Biết đẳng lúc này lên 20 nghĩ mé rồi anh em nha. Thôi bây giờ hôm nay là nghĩ là mình nghĩ là gỡ lại vốn á. Đó, gỡ lại vốn này này. Thắng một mê thôi. Không cần thắng nhiều đâu. Ngon rồi. Bảo quay hũ một ván nó biết đâu nó lại nổ quả hay sao đúng không? Vậy quay hũ nó vẫn cái chính của mình mà. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tuyệt vời chưa anh em ơi? Thắng ba cũ này, quay hũ nổ vài ván đấy nào. Nổ đi nào. Đúng rồi. Phải như vậy chứ. Nghĩ anh em ơi. 27 cũ anh em ạ. À. Lấy là thắng 7 cũ lại, 7 cũ 5 lại. Từ cái thế ra đảo. Mà thành ra bây giờ mình là thắng ngược lại. Hay không em? Hay chứ. Vừa hay vừa hên anh em ạ. Nghĩ.